Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần cụm loa ngoài của Mizu 15 Plus đang có mặt tại di động Qualcomm.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa ngoài của Mizu 15 Plus, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn cũng không, cần một địa chỉ thay mới loa ngoài của Mizu 15 Plus. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động Qualcomm.vn. Tôi có sẵn tất cả linh kiện trên Mizu 15 Plus nói chung và phần loa ngoài của Mizu 15 Plus nói riêng thay mới các bạn khi cần. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động Qualcomm.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị và bạn.